Cái này muốn sạch là đi chậm chậm thôi, tại sàn này ngoài nó hơi bị dơ. Sàn này muốn sạch là đi chậm thôi. Đi chậm chậm xíu lên sạch hơn. Ngoài nó hơi nhiều đất cát á. Rồi ốp cua anh đi giáp mí luôn. Anh đi giáp mí lên xuống nó sẽ sạch hơn. Sợ vậy vô cái cột nó sợ hư xe đó. Làm quen chứ là. Quá sạch luôn á. Anh đi một lần là anh dùng hai bàn chải.
sự khác biệt giữa chưa lao và đã lao sạch bóng.